Xin chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin báo động tình trạng lãng phí và gánh nặng ngân sách cho xe ô tô công tại Việt Nam. Ở Việt Nam, hàng năm ngân sách phải chi tới hàng trăm ngàn tỷ đồng cho việc vận hành xe ô tô công. Đây là một gánh nặng trong khi tình hình nợ công đang ở mức báo động. Hơn thế nữa, chi phí ngân sách nhà nước cho các dịch vụ an sinh xã hội như giáo dục, y tế đang thiếu trầm trọng. Thực trạng thiếu bệnh viện thiếu trường học là điều phổ biến ở hầu hết các tỉnh và thành phố lớn trong cả nước. Một bài viết trên báo tin tức vào ngày 29 tháng 4 năm 2018 từng đặt vấn đề là xe công đang ngốn rất nhiều ngân sách. Theo tính toán của Bộ Tài chính, thời điểm đó cả nước có khoảng gần 40.000 chiếc xe công phục vụ các hoạt động chung tại các cơ quan, đơn vị của bộ máy đảng và nhà nước kinh phí để nuôi mỗi chiếc xe công trung bình đến tới 223 triệu đồng mỗi xe trong mỗi năm. Quy định mới về mua sắm ô tô của lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam. Mới đây vào ngày 25 tháng 9, chính phủ Việt Nam lại ban hành nghị định số 72 về việc tăng tiền mua sắm trang bị xe hơi cho cán bộ, cả quan chức. Theo quy định mới, chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô kể cả khi đã nghỉ công tác không quy định về mức độ giá xe ô tô, nghĩa là mua bao nhiêu cũng được. Gồm tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ, chủ tịch quốc hội. Kể từ ngày 10 tháng 11, một số chức danh của cán bộ, quan chức được sử dụng xe hơi sẽ được nâng mức giá mua lên so với mức cũ khoảng 340 triệu đồng, tức là tăng từ 35 đến 45% ngoài ra còn có một số chức danh đặc biệt được phép sử dụng xe hơi với mức tăng thêm tới 500 triệu đồng so với quy định vào năm 2019 riêng hà nội và sài gòn các chức danh như phó bí thư thành ủy chủ tịch hội đồng nhân dân chủ tịch ủy ban nhân dân cũng được sử dụng xe hơi trị giá tới 1,5 tỷ đồng hình ảnh xe ô tô công cho một trụ sở nhà nước cấp tỉnh báo lao động vào ngày 24 tháng 3 dẫn lời báo cáo của ủy ban thường vụ quốc hội cho biết Mỗi năm, trong tổng số hơn 50.000 xe công, có gần 7.000 xe bị sử dụng sai đích, sai tiêu chuẩn. Điển hình là câu chuyện xảy ra vào năm 2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, đây là Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đã điều động xe công của Bộ Công Thương đi vào phi trường của nội bài Hà Nội đỗ sắt cổ thang máy bay để mà đón vợ của ông ta. Sau đó, trước áp lực mạnh mẽ của dư luận, ông Trần Tuấn Anh đã có văn bản xin lỗi gửi cho báo chí cho biết thời điểm xảy ra sự việc trên ông phải nằm điều trị tại bệnh viện nên không biết ai điều xe đi đón phu nhân. Mạng xã hội Việt Nam lúc bấy giờ sôi sục về chuyện này còn đưa ra những bằng chứng vợ của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh sinh hoạt xa hoa lãng phí quá đáng so với tiền lương của ông Bộ trưởng chỉ khoảng 17 triệu đồng mỗi tháng. Vậy thử hỏi số tiền và tiêu hoang đó từ đâu mà có nếu không phải là tham nhũng. Mạng xã hội đưa ra con số ước tính, theo đó kinh phí nhà nước phải tốn kém để nuôi tới 50.000 chiếc xe công với chi phí bảo dưỡng xăng xe, thì một năm ngân sách nhà nước phải tiêu tốn không ít hơn 500 triệu đô la. Nay, Nghị định 72 mới lại tăng thêm kinh phí trang bị xe hơi công cho cán bộ, quan chức, thì chi phí bảo dưỡng còn cao hơn nữa đây chính là tiền của ngân sách nhà nước, đáng lẽ nó phải được dùng để phục vụ nhân dân, chứ không phải để nuôi xe cho chính phủ. Tờ báo Tuổi Trẻ Online mới đây đã phải đặt câu hỏi, cả nước có 63 tỉnh thành trong điều kiện hiện nay, vận tải công cộng phát triển, đường xá giao thông tốt hơn so với trước rất nhiều. Tại sao phải cần đến 50.000 xe công? Đó có cần phải có lượng xe công lớn như vậy hay không? Cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương ông Trần Tuấn Anh và phu nhân của ông. Báo dân chí mới đây cũng cho biết xe công ở Việt Nam chịu một tình trạng chung là sử dụng xăng nhà nước, lái xe cũng là người của nhà nước. Đó là lý do tại sao xe công luôn ở tình trạng sử dụng vô tội vạ, trà chung không ai sót. Mà 60% việc sử dụng xe công là phục vụ cho mục đích cá nhân. Kết quả là mỗi năm nhà nước chi ngân sách cho xe công toàn quốc ước chừng 13.000 tới 15.000 tỷ đồng. Trong tình hình bội chi ngân sách nợ công là trồng chất như ở Việt Nam hiện nay, thì các biện pháp chống lãng phí trong việc sử dụng xe công là một việc làm hết sức cần thiết. Liệu chính quyền Cộng sản có muốn giải quyết vấn đề nạn này hay không khi họ luôn đặt người dân ra ngoài các quyết sách của họ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin Báo động tình trạng lãng phí và gánh nặng ngân sách cho xe ô tô công tại Việt Nam. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung khoa Thời báo.de Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sự thật về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng sử dụng bằng tiến sĩ dầm như thế nào? Ở Việt Nam hiện nay, ra ngõ là gặp tiến sĩ, là một nhận xét không hề ngọa ngồn. Khác với các quốc gia phát triển, để có được bằng tiến sĩ, ứng viên phải có kiến thức uyên bác và phải thực hiện được những công trình nghiên cứu có giá trị về lĩnh vực của mình. Không những bậc đại học, kiến thức có thể tìm thấy trong các giáo trình, các tài liệu nghiên cứu hay các tập san khoa học. Tính đến năm 2016, theo số liệu thống kê của Nhà nước Việt Nam, đã có hơn 24.000 tiến sĩ. Bộ Giáo dục cho biết trong đó số tiến sĩ làm việc trong lĩnh vực giảng dạy vào khoảng 15.000 người. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, so với năm 1996, đội ngũ tiến sĩ tăng với tốc độ 7% mỗi năm. Thực trạng tiến sĩ dầm ở Việt Nam Vậy, ngoài 15.000 tiến sĩ tham gia giảng dạy đại học, số tiến sĩ còn lại khoảng 9.000 người, họ là ai và đang làm việc ở những đầu. Chuyện ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sang Liên Xô, học sau đại học vào năm 1981 đến năm 1983, rồi ảo thuật hô biến thành tiến sĩ lý luận chủ nghĩa mác Lenin. Cũng là chuyện dùng bằng tiến sĩ giảm mà ít ai được biết. Được biết, rất nhiều quan chức Việt Nam làm công tác quản lý hay kể cả là các ngành lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước trên danh thiếp hầu hết ghi kèm như chữ TS, GS tức là tiến sĩ, giáo sư. Theo Phó Tổng Thư ký Liên Hợp các Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam Phạm Bích San cho biết, số giáo sư, tiến sĩ chúng ta nhiều nhất Đông Nam Á nhưng không có trường đại học Việt Nam nào được đứng trong bảng xếp hạng 500 trường đại học hàng đầu thế giới. Và nếu tính từ hàm thứ trường trở lên, số người có trình độ tiến sĩ ở Việt Nam cao gấp 5 lần Nhật Bản xong việc có rất nhiều người là tiến sĩ nhưng trình độ không tương đồng với học vị, có thể khẳng định hầu hết các tiến sĩ là các quan chức hay các doanh nhân đều là loại tiến sĩ dở. Một quảng cáo phương thức đào tạo tiến sĩ ngắn ngày, vừa đi học vừa đi du lịch. Theo Vietnamnet, tình trạng không ít lãnh đạo quan chức nhà nước dùng tiền để mua các văn bằng tiến sĩ như của đại học Nam Thái Bình Dương, trường nằm trong danh sách 21 trường đại học hoạt động tại Việt Nam nhưng không được công nhận tại Hoa Kỳ. Dư luận tỉnh Phú Thọ vào năm 2010 được xôn xao khi biết ông Nguyễn Ngọc Ân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cũng học vị tiến sĩ. Trước đó ông Ân chỉ có bằng cử nhân tại chức kinh tế của Đại học Kinh tế Quốc dân khóa đào tạo được tổ chức theo hình thức đóng tiền cho trường mở tại thành phố Việt Trì. Dù không biết tiếng Anh nhưng ông Ân đã bỏ ra gần 20.000 đô la để mua tấm bằng tiến sĩ giảm của trường đại học Nam Thái Bình Dương của Hoa Kỳ. Một tiến sĩ khác là ông Nguyễn Văn Ngọc, phó bí thư tỉnh ủy Yên Bái cũng lấy bằng tiến sĩ đại học Nam Thái Bình Dương chỉ trong có 6 tháng với giá 17.000 đô la. Vẫn theo tờ báo Việt Nam Net, một câu chuyện đỉnh đám trước đây liên quan đến tiến sĩ giảm tử tù Dương Chí Dũng cũng tương tự như vậy. Được biết, sau khi tốt nghiệp phổ thông của những năm cuối thập niên 1980, Dương Chí Dũng đi xuất khẩu lao động ở Cộng hòa Dân chủ Đức, tức là Đông Đức cũ. Đến năm 1984 thì ông Dũng về Việt Nam và làm công nhân ở liên hiệp các xí nghiệp nạo vét đường sông. Trong thời gian này, Dương Chí Dũng đi học lớp tại chức của Đại học Hàng Hải. Tiếp đó, học lấy bằng thạc sĩ, rồi không hiểu bằng cách nào đó, ông Dũng có bằng tiến sĩ kinh doanh thương mại. Nhờ đó, ông Dương Chí Dũng được bổ nhiệm làm tổng giám đốc tổng công ty xây dựng đường thủy cuối cùng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Vinaline. Hậu quả mà vị tiến sĩ từ tù này gây ra làm thiệt hại đến hàng ngàn tỷ đồng của nhân dân Việt Nam, hẳn ai cũng đã rõ. Ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sang Liên Xô học sau 2 năm rồi cũng hô biến thành tiến sĩ được. Vào năm 1998, học vị Phó Tiến sĩ ở Đông Âu được Việt Nam chuyển đổi thành học vị Tiến sĩ Khoa học ông Nguyễn Phú Trọng giai đoạn 1981-1983 sang Liên Xô nghiên cứu sinh thạc sĩ sau đại học bỗng nhiên vào một buổi sáng đẹp trời đã trở thành tiến sĩ lý luận chủ nghĩa Mark Lenin. Sự thật là như thế. Việc ông Trọng đánh giá giáo dục của chúng ta chưa bao giờ được như bây giờ là một câu nói có giá trị tương đương như câu nhìn tổng quát nước ta có bao giờ được như bây giờ hay không. Vì lý do là như vậy và tại sao đất nước và dân tộc Việt Nam cứ mãi ngập chìm trong nghèo đói. Nhược tiểu và nô dịch cũng là vì như vậy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Sự thật về việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng sử dụng bằng tiến sĩ giảm như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo chấm đề